Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn thì hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe 5 chỗ ở cái phiên bản hatchback đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng từ Nhật Bản ạ. Và chiếc xe này cũng được sản xuất tại Nhật Bản luôn ạ, nhập khẩu nguyên chiếc đấy ạ. Đó chính là chiếc cái xe Suzuki Swift. Thưa quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Suzuki Swift sản xuất năm 2008. Thưa với quý vị và các bạn, nếu như đời 2008 thì quý vị và các bạn cho là đời sâu sau nhiều năm sử dụng. Nhưng nói thật với quý vị và các bạn, nó cũng chỉ bằng những chiếc xe, ví dụ như những chiếc xe Hyundai i10 mà chạy dịch vụ 1 năm thôi ạ. Vì sản xuất năm 2008 đến bây giờ là đã là 12 năm rồi, nhưng chiếc xe này mới có lăn bánh được có 10 vạn km thôi. Nó chỉ bằng chiếc xe i10 chạy dịch vụ 1 năm thôi ạ. Đấy, sau 12 năm sử dụng nhưng chiếc xe mới lăn bánh được có 10 vạn thì đúng bằng một chiếc xe i10 chạy dịch vụ hoặc chạy taxi 1 năm thôi ạ. Vâng, và thưa với quý vị và các bạn thì chiếc xe này thì tôi cũng cam kết nó còn nguyên bản ạ. Không bị đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản hết. Và giá của nó thì cực kỳ là hấp dẫn. Quý vị có biết là chiếc xe này chúng tôi đang bán bao nhiêu không ạ? Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Suzuki Swift 2008 nhập khẩu này, nhập Nhật đây ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 269 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 269 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe nhập khẩu ạ. Đi thì rất là bền, đẹp vì thương hiệu. Vì thương hiệu của Nhật Bản thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi ạ. Máy móc rất là bền bỉ ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Suzuki Swift 2008 nhập khẩu này đấy ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, nhìn qua về cái phần ngoại thất bên ngoài thì quý vị và các bạn cũng đã biết đấy ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua về, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và một chủ từ đầu. Biển một chủ từ đầu mà 2008 thì nó vẫn là biển 4 số đấy ạ, còn nguyên biển 4 số. Và tuy về bên ngoài, hình thức bên ngoài thì nó có hơi xước sát một chút. Đây, thưa với quý vị và các bạn, chúng tôi vừa mới mua về và chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp, chưa có làm gì cả. Tất cả là còn nguyên đây ạ. Tôi vừa mới rửa qua đây thôi, chứ mua về chiều hôm qua tôi đã phát livestream trực tiếp cho quý vị và các bạn này. Buổi sáng hôm nay đấy ạ. Bây giờ thì tôi cũng đã rửa qua đi được và bây giờ thì nó sạch sẽ hơn được một chút ạ. Vâng, thì nhìn qua về cái phần đầu thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Chủ xe đã độ thêm lên cái đèn LED ban ngày đấy ạ. Đèn LED ban ngày nó có ánh sáng màu xanh, cứ nổ máy lên là cái đèn này nó sáng. Đấy. Và xi nhan thì nó sẽ lại bật xi nhan màu vàng, còn lại là sáng ban ngày là màu xanh. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Tuy có bên ngoài có xước sát một chút đây, thưa quý vị bạn, tôi quay sát cho quý vị các bạn cùng xem, không có cái gì mà phải giấu giếm với quý vị các bạn cả. Và quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy, rất nhiều người đi mua xe ở showroom, ở salon, cứ nghĩ là anh em chúng tôi là mua chiếc xe về là đều đem đi mông má với các thứ. Thưa với quý vị các bạn, không phải như vậy đâu ạ. Đấy là do suy nghĩ của mọi người thôi. Anh em chúng tôi mua về thì chúng tôi phải tiết kiệm hết mức ạ. Tiết kiệm, càng tiết kiệm nhiều thì càng tốt ạ. Vì là bây giờ lãi không được đáng bao nhiêu cả, mà chúng tôi bỏ tiền ra để chúng tôi làm cái này thì giá thành nó lại cao hơn. Giá thành cao hơn thì cao thì chúng tôi lại không bán được cao. Có khi đáng nhẽ không làm thì còn có lãi, chứ làm vào rồi là hết lãi luôn. Cho nên là xước sát này chúng tôi để nguyên đấy ạ. Đấy, thưa với quý vị và bạn, tất cả còn rất là đẹp luôn, nguyên bản luôn ạ. Và chiếc xe này không có bị đâm đụng, không có bị ngập nước hay làm sao cả, không bị tai nạn gì. Cho nên là cái bên ngoài đây, quý vị các bạn nhìn xem về cái nền sơn của nó này. Nền sơn của nó rất là phẳng ạ. Tuy có xước sát nhưng mà chưa sơn. Nền sơn còn nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều đấy ạ. Cho nên nền nó mới đẹp như này. Quý vị các bạn nhìn đi. Cái cánh cửa này còn nguyên này, chưa sơn này. Cốp sau cũng chưa sơn này, capo cũng chưa sơn này. Đấy, cái nền của nó còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Và điều đặc biệt thì quý vị các bạn xem đấy ạ, sau 12 năm sử dụng thì chiếc xe đã lăn bánh được 10 vạn km rồi. Và chủ xe cũng vừa phải thay một cái dàn lốp. Đây, cái dàn lốp này thì chủ xe vừa mới thay dàn lốp là Michelin. Michelin rất là xịn luôn ạ. Cả một dàn lốp luôn. Đây, tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem. Cả một cái dàn lốp Michelin này chủ xe vừa mới thay xong, rất là xịn, rất là dày. Đấy, cho nên là nếu như quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này về thì chắc chắn một điều luôn là đi cỡ 5 vạn nữa thì không phải làm cái gì cả. Sử dụng 5 vạn nữa thì không phải làm cái gì cả. Lốp này chạy được 5 vạn nữa luôn, không vấn đề gì cả. Đấy, rất là dày. Vâng, đây, cả một cái dàn lốp Michelin dày như thế này. Chủ xe vừa mới thay xong.
la răng đúc rồi, tuy nó có xước sát một chút nhưng không thành ảnh hưởng gì cả. Quan trọng là lốp lát đã dày rồi, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm sử dụng. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Đây là chủ xe thay lốp đấy ạ, chứ chúng tôi chưa làm cái gì đâu. Tất cả còn rất là đẹp luôn. Sau 12 năm sử dụng thì chiếc xe này đã lăn bánh được 10 vạn km rồi. Và chiếc xe này đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu luôn đấy ạ. Biển vẫn là biển 4 số đấy. Với cái giá tiền là 269 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe con 5 chỗ bản hatchback thương hiệu Nhật Bản, sản xuất tại Nhật Bản. Đi thì yên tâm rồi ạ. Tất cả những cái phần ba đờ sốc trước đây, phần ba đờ sốc sau này, đây là cái phần ba đờ sốc sau đấy, còn nguyên bản hết ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, tất cả còn nguyên bản luôn đấy. Tí nữa thì tôi sẽ quay về bên trong cho quý vị các bạn cùng xem. Phần ba đờ sốc trước cũng vậy ạ, tất cả còn rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, cho nên nó còn rất là đẹp luôn đấy. Xi nhan thì cũng đã được tích hợp lên tai đây. Xi nhan được tích hợp trên tai rồi đấy. Chủ xe đã độ lên cái đèn LED ban ngày đằng trước. Và nếu như tôi không bật xi nhan thì nó là ánh sáng màu xanh, còn nếu bật xi nhan thì nó lại sáng màu vàng theo ánh sáng của xi nhan luôn đấy. Đấy. Xe thì cũng đã được trang bị đầy đủ rồi, kể cả đèn gầm. Và chủ xe cũng đã lắp thêm những cái bóng siêu sáng rồi đấy, đi ban đêm cực sáng đấy. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Đời 2008, tức là sau 12 năm sử dụng mà mới chạy có 10 vạn km thì nó cũng chỉ tương đương một chiếc xe i10 hoặc là xe Vios mà anh em chạy dịch vụ, chạy taxi 1 năm thôi ạ. 1 năm thì có những chiếc xe chạy dịch vụ như vậy đã lên đến 10 vạn km rồi. Trước khi bước vào xem về cái phần khoang nội thất của xe thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi đi một vòng quanh xe một lần nữa để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào ạ. Sau 12 năm sử dụng, chiếc xe lăn bánh được 10 vạn km. Vâng, về cái đồng hồ công tơ mét ấy, thì chắc chắn một điều rằng là rất nhiều người sẽ cho rằng anh về xe về cửa hàng thì chúng tôi tua đồng hồ. Vâng, thưa với quý vị và bạn, đúng, cũng có chiếc là chúng tôi sẽ tua đồng hồ, cũng có chiếc chúng tôi không tua đồng hồ. Nó còn phụ thuộc vào cái tình hình thực tế của cái xe đã. Và muốn biết nó tua hay không thì quý vị và các bạn phải qua xem xe thực tế. Chứ vì là có rất nhiều người lại comment ở trên những cái video của tôi, lại bảo tại sao những chiếc xe này mà nó chạy hàng chục năm rồi mà sao đồng hồ nó ít thế. Không có cái chuyện đấy, thưa với quý vị và bạn, không có cái điều gì là không thể cả. Có những chiếc xe người ta mua về người ta không đi nhiều thì là cái đồng hồ của nó ít thôi ạ, chứ không phải là không làm gì có chuyện đấy ạ. Rất có thể luôn ạ, tất cả cái gì cũng đều có thể hết ạ. Có những chiếc xe người ta đi một năm có khi chỉ mấy nghìn cây thôi, nhưng có những xe một năm vài vạn cây, có thể chục vạn cây là cái chuyện hết sức bình thường ạ. Không có một cái quy định nào cả. Vâng, thưa với quý vị các bạn, đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ, Suzuki Nhật Bản đấy ạ. Chiếc xe này được sản xuất tại Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam mình đấy ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất này, từ số khung này đấy, rồi mã màu này, hãng Suzuki Nhật Bản đấy ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về cái nội thất của chiếc xe này ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đây là cái táp bi cửa trước bên lái. Tôi vẫn quay cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần keo chỉ ạ. Đấy. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì gió mùa nó về, cho nên là gió rất là to. Tôi quay và thu âm trực tiếp như thế này thì có thể là nó có những cái tiếng gió, tiếng ồn ấy. Quý vị và các bạn hãy chú ý lắng nghe. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc táp bi cửa đây ạ. Chiếc táp bi cửa, tuy rằng nội thất của chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, nó hơi bẩn một chút thôi, nhưng cơ bản của nó còn rất là đẹp đấy. Vâng, thưa với quý vị và bạn, đây ạ, đây là cái phần nội thất ghế da đây ạ, tất cả còn rất là đẹp luôn ạ. Có những cái có thể chúng tôi làm lên được, nhưng thưa với quý vị và bạn, ở những cái phần nhựa này này, phần nhựa này, phần táp lô này thì không có thể làm lại được đâu ạ. Đấy, tất cả nó còn rất là mới luôn ạ. Rồi phần nhựa này, đây thưa với quý vị bạn, phần nỉ trần này,
nó phải mới thực sự thì nó mới đẹp được, chứ còn để mà làm đẹp lên thì không thể làm được đâu ạ. Đấy, thưa với quý vị bạn, tất cả nó còn rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái, tất cả cũng còn nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản, không mất một phân keo chỉ nào cả, tất cả là còn nguyên bản hết. Táp bi rất là đẹp luôn ạ. Nội thất đằng sau đây ạ, thưa với quý vị bạn, tất cả cũng còn rất là đẹp, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, nó chỉ bẩn thôi, nó chỉ bẩn thôi chứ cơ bản là rất là đẹp. Nếu như dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ lên thì nó lên rất là nhiều đấy ạ. Đây, vừa thưa quý vị và bạn, đây là chủ xe lắp thêm cái cốp đấy ạ, cốp tì tay, để tì tay, và nó cũng là cái cốp để đựng đồ luôn ạ. Đó, hộp tì tay. Vâng, thưa với quý vị bạn, đồng hồ công tơ mét đây, tôi giới thiệu cho quý vị và bạn luôn ạ. Chiếc xe được chạy được 103.000, tức là 10 vạn lẻ đấy ạ. Và xe cũng đã được tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng này, vô lăng khâu da luôn ạ. Và vô lăng này là nguyên bản luôn đấy ạ, tất cả là còn nguyên bản, chưa phải làm lại một cái gì luôn đây, thưa với quý vị bạn. Đấy, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Đầu CD cũng nguyên bản theo xe. Đấy, cái phần nhựa này, quý vị của bạn xem, quý vị của bạn thấy đấy ạ, nó rất là mới ạ, tại vì những cái phần này không làm lại được đâu ạ. Đấy, phần nhựa này rất là mới ạ, nguyên bản theo xe đấy. Xe cũng đã lắp cái cam hành trình, đây là cái dây cam hành trình tôi vừa mới tháo bên dưới đấy, vì nó cái dán của nó lỏng lỏng rồi, cho nên tôi tháo ra tôi để dưới đấy. Tất cả rất là mới, rất là đẹp. Xe mới mà đẹp như thế này mà giá lại chỉ có hơn 200 triệu. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Đây là cái phần đèn hậu đây, đèn hậu cũng như là cái phần cốp sau này, tôi quay giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn thấy được là chất lượng nó còn như thế nào, có còn nguyên zin hay không ạ. Đây, thưa với quý vị và bạn, tất cả về các ốc này, keo chỉ của cái phần cốp sau này đây ạ. Đâm đụng hay va chạm gì thì chúng ta xem qua về cái phần đằng sau này chúng ta biết luôn này. Đèn đóm này chưa có bị vỡ, chưa phải thay gì cả, tất cả còn nguyên bản luôn và còn rất là mới. Keo chỉ cũng còn nguyên hết ạ. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây, và cái phần cốp sau, nội thất sau, trần này, quay sát cho quý vị và bạn xem, trần rất là sạch sẽ, đẹp đấy ạ. Sau 12 năm sử dụng nhưng chiếc xe này còn khá là đẹp, khá là mới đấy ạ. Phần nhựa đây, thưa với quý vị bạn, chưa đánh dọn rửa gì cả mà nó còn mới như thế này rồi. Nếu như đánh dọn sạch sẽ đẹp đẽ lên thì nó còn lên rất là nhiều nữa, đẹp rất là nhiều đấy. Đây, cái phần táp bi cửa phía sau bên phụ ạ, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ, chưa có mất một phần keo chỉ nào cả, tất cả là còn nguyên bản luôn ạ. Tuy bên ngoài nó có xước sát một chút hoặc bên trong nó có xước sát một chút theo năm tháng sử dụng, nhưng cơ bản của nó là còn nguyên bản, không bị mất phân keo chỉ nào cả, chưa bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, tất cả nó mới nguyên như này. Nếu như bị đâm đụng hay va chạm gì thì nó sẽ không còn nguyên bản được nữa đâu ạ. Đấy, thưa với quý vị và bạn, tất cả còn rất là đều, rất là đẹp ạ. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ ạ, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ, chưa có mất phân keo chỉ nào đâu, tất cả còn nguyên bản ạ. Táp bi rất là đẹp, rất là mới. Ốc bản lề, gioăng còn nguyên bản hết luôn ạ. Ghế rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất là đều xe ạ. Sau 12 năm sử dụng với 10 vạn km mà chiếc xe còn khá đẹp như thế này đấy ạ. Chủ xe đi cũng phải rất là giữ gìn thì nó mới được đẹp như thế này đấy ạ. Rất là mới luôn ạ. Túi khí này. Chiếc xe này được trang bị là 4 túi khí. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem Nissan Nhật Bản đã trang bị cho chiếc Swift 2018 này là cái động cơ như thế nào. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là một cái khối động cơ mà chiếc Swift này sở hữu. Đó là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít ạ. Động cơ xăng 1.5 lít đây ạ.
Và điều cơ bản nhất thì tôi cũng phải giới thiệu trước cho quý vị và bạn xem cái đã, xem về cái phần đâm đụng va chạm. Đây ạ, tất cả các ốc còn nguyên luôn đấy ạ. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Tất cả các ốc còn nguyên bản hết ạ. Máy móc, ốc cũng còn nguyên bản hết luôn ạ. Ốc mặt máy này, từ ốc mặt máy đến ốc chân máy là còn nguyên bản hết luôn ạ. Tất cả còn nguyên bản và còn rất đẹp kia. Xe cũng đã được trang bị là hệ thống an toàn, hệ thống phanh là ABS đây ạ. Đây là cái cụm ABS của xe đấy. Và chủ xe cũng đã lắp thêm là cái bóng siêu sáng. Đây là cái phần ba lát cho cái ốc siêu sáng, cho cái bóng siêu sáng đấy ạ. Vâng, thưa quý vị và bạn, đây là cái ba lát đấy ạ. Ba lát mà chủ xe đã lắp thêm cho cái bóng siêu sáng đấy ạ. Máy móc động cơ thì quý vị các bạn xem đấy ạ. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về cũng chưa có dọn dẹp gì đâu, nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ rồi, không cần phải dọn dẹp gì thêm nữa ạ. Cứ vậy là chúng tôi đăng lên để bán thôi. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm chiếc xe Suzuki Swift 2008 này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Swift này, mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.